Hai thấy chào đại gia đình của kênh Nghề Hà Bạc. Hôm nay sẵn đi chợ về, đang chuẩn bị sơ chế nấm nè cả nhà. Cho nên sẵn đây chợt nhớ đến chia sẻ với cả nhà luôn. Bữa nay Thí đi mua một 700 gram nấm mà sao nó làm gì cái nó họ mung hay gì nó đen thù lui à cả nhà. Cho nên là sẵn đây làm cái Thí chợt nhớ, cho nên Thí muốn chia sẻ với cả nhà mình cái cách sơ chế rất là đơn giản luôn. Cho cái khi mà mình mua nấm tươi ở ngoài chợ về mà mình sơ chế như thế nào để cho nó trắng nè. Cả nhà biết sao không? Nhiều khi á có nhiều loại nấm á, nó rất là đen cả nhà. Mình nếu mà sơ chế không kỹ á thì khi mà mình xào lên mình ăn nó thấy nó còn đen thui mà lại cái nước nó cũng đen luôn. Và đồng thời là cái mùi á, còn cái mùi rơm á cả nhà, cái mùi rơm người ta làm nấm hoặc là cái mùi thuốc người ta làm nấm á, cho nên là ăn còn cái mùi nó nghe rất là khó chịu ha. Nó cái món ăn của mình không ngon. Cho nên bây giờ Thí chia sẻ với cả nhà mình nha. Thì ở đây Thí sử dụng là 1.5 muối bọt, thì 1.5 muỗng canh muối bọt, mà Thí sử dụng muối iốt. Nếu cả nhà mình sử dụng muối bình thường á thì có thể sử dụng 2 muỗng ha, và cho vào 1 lít nước cho 700 gram nấm đó. Nấm này thì người ta đã gọt cho Thí rồi nè cả nhà, cho nên là Thí chỉ coi kỹ sơ lại thôi cái thôi ha, coi gọt sơ lại những cái mà nó bị sót thôi, nó gọt cũng sạch lắm rồi. Giờ mình cho vào để mình ngâm nha cả nhà. Thì với cái mẹo đơn giản nhỏ như vậy, nhưng mà đôi khi á mình bỏ qua, mình ăn nấm mà mình bỏ qua cái bước này á thì nó sẽ làm cho nấm của mình không ngon nha cả nhà. Và đồng thời cái món ăn của mình nó nhìn nó cũng không có ngon, không có bắt mắt luôn nữa. Tại vì nếu mà mình để mình làm không có kỹ lắm á, mình không có ngâm qua nước muối như vậy thì nó sẽ làm cho nấm của mình nó còn cái nước đen. Khi mà mình xào những cái món ăn á, mình xào chung rau cải hoặc là mình xào những cái món ăn á thì nó sẽ nhìn nó cái nước nó đen thủi đen thui rồi cả nhà, nhìn nó không có ngon ha. Cho nên là Thí sẵn Thí làm, Thí muốn chia sẻ với cả nhà mình luôn với cái cách đơn giản này ha. Thì nếu mà cả nhà mình có ai biết rồi á thì xem ủng hộ cho vui để ủng hộ Thí ha. Còn nếu mà ai chưa biết thì mình nên áp dụng thêm cái bước này khi mình ăn nấm tươi nha cả nhà. Nấm rơm tươi á mình nên áp dụng cách này đi đó. Rồi mình trộn lên thì cả nhà ngâm cho Thí là 30 phút ha. Thì ở đây Thí ngâm 30 phút, trong 30 phút đó thì mình nếu chừng 5-7 phút cái mình đi ngang mình trộn nó một lần, lấy tay mình chà chà nhẹ nhẹ vậy nè cả nhà. Chút xíu nữa cả nhà sẽ thấy ha. Rất là bất ngờ luôn á. Nè, sau 30 phút rồi nè cả nhà, thấy hết hồn không? Đen thủi luôn. Bởi vậy Thí mới nói là không biết bữa nay mua trúng cái loại nấm nhà hội mung hay gì. Rất là đen, thì có những loại nấm nó cũng không đen lắm cả nhà. Nhưng mà nếu mình cái loại không đen lắm á, thì mình áp dụng cái cách này thì nó sẽ trắng phao luôn. Còn nếu mà loại đen như vậy thì mình 10 phần sẽ làm trắng được còn 6 phần đó cả nhà. Dạ, cái món ăn mình giúp cho món ăn mình nó ngon hơn nữa, mình ăn nó sẽ ngon miệng hơn ha. Và bây giờ Thí sẽ lay nhẹ nó như vậy. Tại vì cái này là loại nấm nó cũng nở rồi cả nhà, cho nên là mình lay nhẹ rồi cái mình bóp như vậy nè. Đó, nó sẽ ra hết cái chất đen ha. Cái nước màu đen đen nè. Thì mình vắt hết cái nước đen này ra, xong rồi bắt đầu mình cho vào cái thao nước sạch, mình tiếp tục mình xả y chang như vậy cả nhà. Mình xả nhiều nước lên. Chừng nào mình thấy hết cái nước đen đen là được ha. Đó, cả nhà nhìn thấy ra thao nước thấy quá chừng không? Đen thủi luôn. Đó, giờ mình cho nước sạch vào, cho nấm vào nước sạch mình tiếp tục xả nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Mình mới xả qua có một nước nước muối thôi đó, mà cả nhà thấy nó trắng rõ luôn ha. Thì với cái cách làm như vậy nè, cả nhà biết sao không? Có nhiều người á, người Thí thấy có nhiều người ta sử dụng là giống như đem khi mà sơ chế người ta luộc sơ đó. Mình đừng có nên luộc cả nhà. Thí thấy là mình nên áp dụng cái cách này là nó không có còn hôi mùi nấm nữa mà nó lại á không có còn mồ hôi, ăn không có bị đen mà lại nó không có bị hôi cả nhà. Cho nên chứ mình trụng qua thì thấy với cái cách đó là nó mất đi cái chất ngọt của nấm nha cả nhà. Mình áp dụng cách này nè, cả nhà thấy không? Thí xả 5 nước. Đó, cả nhà thấy không? Trắng phao phao. Đó, mình đem đi chế biến thức ăn thôi. Xào với cái món gì cũng ngon hết. Khi mà nấm mình làm món gì cũng ngon hết cả nhà. Thôi video của Thí chia sẻ cái cách mình sơ chế nấm ha.
nấm tươi như thế nào cho nó trắng nè, nó không còn mùi hôi. Thúy dừng video đây, nếu mà nhà thấy video hữu ích á thì nhớ tặng Thúy một like ha, và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Thúy làm những video tiếp theo sẽ hơn. Thúy bye, chào tạm biệt, hẹn gặp lại những video sau.